khu vực Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Khu vực Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày trời nắng, có mây từng đợt, chiều tối trời nhiều mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ.